chú chó đi lạc vào nhà người lạ, giành luôn mẹ với vợ nhà người ta. Một buổi tối đẹp trời, hai vợ chồng người ta đang ngồi tâm sự với nhau, thì từ đâu ông thần này chạy vào, rồi ôm chặt cứng chị vợ như thân quen từ kiếp trước. Trông mặt của bé chó này khá hoảng sợ, không biết con nhà ai mà đi lạc hay bị bỏ rơi nữa. Từ đó ẻm cứ ôm cứng người chị chủ luôn, không chịu buông ra, cũng không chịu tiếp xúc với ai. Không biết con cái nhà ai nữa, chạy vô nhà tôi rồi ôm vợ tôi cứng ngắc gì trời. Ôi mẹ con bé nghe. Hả? Chạy vô nhà cái ôm bà nội của bôi luôn cứng ngắc luôn. Anh chủ thì hài hước đùa rằng ẻm tự nhiên cướp vợ anh luôn. Còn mấy bé cún khác trong nhà thì cũng hoang mang không kém. Nhà đã đông con, giờ đâu lòi ra thằng vàng này vô giành mẹ nữa, khiến tụi nó đứng ngồi chẳng yên. Dù lạ mặt nhưng bé tỏ ra khá ngoan ngoãn và tin tưởng hai vợ chồng anh. Ngồi một hồi thì thấy bé khóc. Trời ơi, em nó khóc luôn kìa em ơi. Đúng rồi, ngớ nước mắt lên đây nè. Anh chị cũng đã cố gắng tìm lại chủ giúp bé, nhưng sau mấy ngày đăng tin mà không ai nhận lại, nên gia đình đã quyết định nhận nuôi luôn bé và đặt tên là Lạc Lạc. Hy vọng con sẽ sống những ngày tiếp theo thật bình an và vui vẻ như chính cái tên của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.